cha do An Kim, Ngô Minh Mạnh, vừa được Chúa gọi về. Thiên yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Ro An Kim, Ngô Minh Mạnh, vừa được Chúa gọi về, lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, thứ sáu của lòng Chúa xót thương. Xin Chúa đón nhận linh hồn cha về bên Chúa, ban ơn sức mạnh cho gia đình ông bà cố. Cha Ro An Kim, Ngô Minh Mạnh, sinh năm 1975 tại giáo xứ Kim Thành, giáo hạt Quần Phương, chịu chức linh mục ngày 8 tháng 12 năm 2007. Hiện tại cha đang làm cha xứ giáo xứ Mục Đức, giáo hạt Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu. Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022, cha Ro An Kim thức dậy và tập thể dục để bắt đầu một ngày mới. Không hiểu do đột quỵ hay choáng váng, cha bị ngã từ trên tầng 2 nhà giáo lý của giáo xứ Mục Đức xuống đất. Cha bị chấn thương sọ não, gãy xương sống, gãy hết một bên xương sườn, các đầu xương gãy chọc nát phổi. Xin Chúa đón nhận linh hồn cha trong tay Ngài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.